Tỉnh Bắc Giang đến nay đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này, trong đó chủ yếu là ca bệnh tại các khu công nghiệp. Theo thông tin từ Bộ Y tế, thì mặc dù các ca bệnh ở đây chủ yếu là người trẻ, thế nhưng cũng đang có những dấu hiệu tăng nặng nhanh. Cụ thể là riêng ngày hôm qua 1 tháng 6, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã phải xử lý can thiệp ECMO cho 2 bệnh nhân. Ngoài ra còn có 5 ca đang thở máy, 4 ca lọc máu, 7 trường hợp phải thở oxy liều cao và rất nhiều bệnh nhân khác phải thở oxy. Tuy nhiên, cùng với lực lượng y bác sĩ tăng cường từ nhiều bệnh viện trung ương và địa phương về đây, thì nhìn chung công tác điều trị vẫn đang được đáp ứng tình hình. Tại tỉnh Bắc Giang hiện nay, thì nhiều cách thức phòng chống dịch đang được triển khai tại các nhà máy, các khu công nghiệp. Trong đó có những mô hình được đánh giá là khá hiệu quả. Một trong số đó cũng giống với mô hình đang được triển khai tại Bắc Ninh, đó là bố trí cho công nhân vừa làm việc, vừa ăn nghỉ tại chỗ để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận về mô hình này tại huyện Hiệp Hòa, nơi cũng có nhiều các nhà máy, xí nghiệp và đông công nhân. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, đó là quy định đối với tất cả gần 400 người và điều đó đã được thực hiện gần một tháng qua. Khi tình hình dịch được đánh giá là căng thẳng, doanh nghiệp này đã yêu cầu toàn bộ công nhân, người lao động ở lại cả lúc làm lẫn lúc nghỉ. Tôi nói ví dụ như người cán bộ nhân viên về, bất kể một người nào về ra ngoài thì đều có nguy cơ mang cái dịch vào trong nhà máy, dẫn đến cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi được bị gián đoạn, dẫn đến các cái đơn hàng mà chúng tôi đã ký không thể thực hiện được. Như thế là chúng tôi thấy rất chi là rủi ro. Chỉ sau vài ngày áp dụng, nhiều người lao động đã thích nghi. Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ và làm tại chỗ. Thì cái định hướng của công ty như vậy thì chúng tôi đều nhất trí cũng như là yên tâm trong quá trình phòng chống dịch cũng như là yên tâm trong quá trình sản xuất. Lại phòng chống dịch đang được hiệu quả như này, chúng tôi rất yên tâm. Bây giờ là tất cả đều đã đang gồng mình lên để phòng chống dịch. Mà hơn thế nữa là công ty chúng tôi đang đảm bảo được cái công ăn việc làm cho anh em có thu nhập để giúp trang trải cuộc sống gia đình, như thế là quá tuyệt vời rồi. Giữ an toàn trong công nhân để giữ ổn định sản xuất. Tuy nhiên, điều này chỉ ngăn ngừa nguy cơ lây lan. Nó khác với việc được đảm bảo bởi tiêm vaccine. Do đó, việc duy trì ngăn chặn nguy cơ vẫn sẽ được làm bằng mọi khả năng cho đến khi có được giải pháp tối ưu nhất.